Thì đối với lại những cái vết cắt như này, chúng ta nên quan sát. Bạn hoàn toàn có thể cắt từng đốt ra để bạn ươm ki giống như này để đạt được điều này. Nhưng mà như tôi thấy thì nếu mà mình chưa có chuyên nghiệp và mình muốn là nó chắc chắn 100% thì đạt hiệu quả cao hơn ấy, thì chúng ta nên cắt hai đốt. Và như bạn thấy đây nhá, đây là gốc và về hướng này là ngọn. Thì ta nên căn này, từ đây lên đến đây là một đốt chia làm 3 phần. Thì từ đây đến đây là một đốt chia làm 3 phần thì ta nên cắt. Cắt gần so với lại cái mắt ở phía dưới gốc hơn. Cắt xéo một chút ạ. Đó, không nên cắt thẳng này ạ, cắt xéo để cho nước nó đỡ đọng. Đây ạ. Từ đây lên đây là chia làm 3 phần thì ta lùi về phía gốc. Cắt 1/3. Đó. Cắt 1/3. Và bạn nên quan sát. Ví dụ như ở trên này, cái mắt này đã ra hoa rồi ạ. Cái mắt này đã ra hoa. Thì mắt này chưa ra hoa. Thì ta nên tận dụng là phải ít nhất là phải có một mắt. Có một mắt chưa hoa. Dạ. Chứ còn nếu mà cứ theo lý thuyết là cắt đây và cắt đây thì cái đoạn này sẽ vứt bỏ. Rất là uổng. Đó, ta cắt đây. Thì ở đây có 3 mắt nhưng mà bây giờ cắt ra một cái thì nó cũng uổng quá. Ở đây cũng vậy các bạn. Ta có thể cắt này, xin làm 3 phần và cắt này, cắt ra. Đó. Và bạn nên chú ý nhé, ở đây có cái vảy. Ta nên cạo, bóc nó đi. Cái màng này ta nên bóc nó đi. Mục đích của việc bóc này đi á, là để khi mà ta bôi keo liền da lên. Đây ạ. Ta bôi lên này. Bôi lên như vậy. Đó, ta bôi lên xung quanh. Đấy. Ở đây cũng vậy. Các bạn móc vào cái này đi. Rồi bôi lên xung quanh. Đây. Rồi. Tôi ví dụ như vậy là đã xong ạ. Okay. Rồi chúng ta chờ nó khô đi. Thì sau khi chúng ta bôi keo liền da xong thì sẽ có hai phương pháp để chúng ta xử lý những cái này. Phương pháp một á, là mình pha cái Kiki Super Xanh. Một lọ này là 15cc. 15cc này ta sẽ pha cho. Đây là 1,5 lít nước. Đây ạ, pha 1,5 lít nước. Dĩ nhiên là khi các bạn dùng những cái loại Kiki này, các bạn nên đeo vào tay, đeo khẩu trang nhé các bạn. Nhưng mà tại vì tôi làm video nên không thể vừa đeo khẩu trang vừa nói chuyện được. Thì với cái dung dịch này á, một là các bạn có thể cho luôn cái khúc thân già này vào và chúng ta ngâm 5 phút. Sau đó chúng ta vớt ra. Hai á, là bạn có thể đặt lên trên khay như kia, như bên này. Đây ạ, mời anh Kiệm quay sang đây. Chúng ta sẽ đặt những cái khúc thân già mà đã có chết keo liền da ở đây. Ví dụ như hai cái khúc này đây các bạn, nó đã mọc mầm đấy ạ. Đó. Như ở đây cũng vậy. Đây, một mầm này, hai mầm này. Đó, và ra rễ rồi đấy ạ. Đó. Thì khi mà chúng ta đặt lên như vậy, sẽ phun cho nó 2 lần. Phun ướt đẫm như vậy. Các bạn phun 2 lần, một ngày một lần. Sau đó các bạn đợi đến một khoảng thời gian mà những cái mắt ngủ này nó có thể mọc mầm được như thế này. Đây ạ. Mầm đấy.
Thì khi mà mọc từng những cái mầm như này, chúng ta có thể cho vào một cái chậu với lại giá thể là dớn vụn hoặc là dớn cù lần xay đã qua xử lý và treo lên trên giàn, mỗi một ngày tưới 1 đến 2 lần. Đó. Như các bạn thấy đây là cái quá trình mà tôi đã dùng để phun đây. Đây là tác dụng của cái việc là dùng Kiki Super Xanh để phun đây ạ. Đó. Và đây là tôi đã mỗi một mắt là tôi đều tôi ươm mỗi một mắt một ki đây ạ. Và bộ rễ nó rất là mạnh khỏe như thế này. Khi mà bộ rễ mạnh khỏe như thế này thì tôi sẽ đặt cho nó một bịch phân vào đây. Tuy nhiên là cái cách này thì cũng không phải là giải pháp tốt, tại vì khi đặt phân ở đây á thì những cái giả hành bên này cũng khó ăn được phân, nên cách hiệu quả hơn là chúng ta nên giải phân, giải như này ạ. Để xa xa cái gốc ra một chút ạ. Đây. Chừng này là được rồi ạ. Như vậy là không nhiều và không ít. Một cân phân tan chậm này chúng ta có thể dùng được hàng mấy trăm chậu. Rất là nhiều các bạn. Thì tôi cũng không có biết được là bao nhiêu, nhưng các bạn tự ước lượng. Chỗ này thì chắc khoảng được tầm 3 gram nhỉ anh nhỉ? Không đến. Chắc phải 3 gram đấy. Dạ. Đây là một chậu phi 14 nhé các bạn. Đó là một cái cách mà Kiki bằng cái Kiki spray Kiki xanh. Để có được cái bộ rễ mà hiệu quả và dài được như vậy, nhanh được như vậy thì bạn phải phun chế phẩm Hùng Nguyễn đều 5 ngày đến 10 ngày một lần. Tại vì khi nó mọc ki ra mà không có bộ rễ thì cái ki sẽ rất là nhanh bị thắt ngọn. Nên chúng ta phải phun cái chế phẩm này để kích cho bộ rễ và tăng sức đề kháng. Đó. Ngoài ra thì ở đây có một số những cái thành quả đây ạ. Như các bạn thấy đây là một cái chậu lan giả hạc Châu Như. Châu Như rồi. Dạ. Tôi đã phun cái Kiki spray này, Kiki xanh này cách đây 3 tháng rưỡi. Như là 3 tháng rưỡi mới mọc được như này các bạn. 2 lần. Mỗi lần cách nhau 2 ngày. Tôi cũng pha với cái liều là 5cc trên 1 lít nước. Đó, thì đây là 5cc 1 lít phải không ạ? Đúng rồi, 5cc 1 lít. Thì khi chúng ta pha 5cc 1 lít ấy, là chúng ta phun ướt đẫm hết tất cả giả hành, rồi gốc, bộ rễ. Đó. Thì chúng ta chỉ dùng cái Kiki Spray này để kích trên những cái để mà hiệu quả cao thì chúng ta nên phun đối với những cái giả hành và những cái cây mà nó đã có bộ rễ từ năm ngoái rồi. Còn cái cây mới trồng mà chúng ta phun để nó mọc ra như này thì khó. Nó nuôi không nổi. Nó rất là khó nuôi. Như đây các bạn. Đó. Cái này thì tôi chỉ phun có 2 lần thôi đấy ạ. Hay ví dụ như đây là một giò giả hạc Điện Biên đấy ạ. Cái giò này là tôi đã trồng được 1 năm 2 năm và năm nay năm thứ 3. Đó, 1 năm, 2 năm và năm nay năm thứ 3 đây ạ. Thì bộ rễ của 2 năm trước còn rất là khỏe. Rất sung. Nên khi mà tôi dùng cái Kiki Spray Super này tôi phun thì gốc nó đẻ được 2 mầm. Và trên một cái đoạn thân già nó có thể đẻ 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm. Đó là một cách. Thì bây giờ nếu mà tôi phun vào đây, khi mà nó đang có mầm như này mà tôi phun vào đây thì rất là có khả năng cái mầm này sẽ tiếp tục đẻ. Nó sẽ gọi là hiện tượng đẻ nối. Thì khả năng là nó sẽ yếu cây đi. Nên đấy là tôi chỉ nói ví dụ với các bạn, nếu các bạn muốn là nhiều mầm lên, đẻ nối thì các bạn có thể phun luôn. Đó, phun vào gốc thôi các bạn. Đó. Như vậy là xong ạ. Ở đây các bạn thấy là đây là một cái thành quả mà tôi đã ươm ki cách đây một tháng và nó mọc được cái mầm lên. Thì tôi cũng nhồi dớn cù lần vào từng cái chậu nhỏ nhỏ như này. Và tôi trồng cái này tôi đặt lên trên khay. Vẫn dùng chế phẩm Hùng Nguyễn và dùng NPK TE 20-20-20 để phun đều
hàng tuần. Thì vừa qua là một cái phần chia sẻ của tôi về cái cách thức để tạo ki trên lan có giả hành, và những cái chi tiết thắc mắc về sau, nếu mà các bạn có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi sẽ trao đổi với các bạn, hoặc các bạn có thể lên Facebook cá nhân của tôi là Nguyễn Ngọc Hà để các bạn đọc thêm những cái bài viết của tôi, và trên trang web Dân Chơi Lan, cái mục chăm sóc lan, những bài viết của Nguyễn Ngọc Hà để tham khảo thêm những bài viết của tôi ạ. Xin chào các bạn. Cảm ơn anh Hà.